Xin chào tất cả anh em. Nay thì vừa mới đi bốc được một con tủ cánh phẳng, hai cánh cũng khảm ốc, có cả ốc, cả chai, cả ốc. Được cái là cái bệ đục rất là đẹp các bác nhé. Bệ đục, nhìn cái nét đục nó mềm mại, thanh thoát. Đấy. Cái bệ này là bệ đục là ngũ phúc kim tiền, mai cải thọ. Bệ mai thọ, nếu mà gọi ngắn gọn là bệ mai thọ. Hai cánh là khảm đông bích, lèo là lèo ba cành, thượng cầm hạ thú, rất là đẹp. Gỗ, chân gỗ là gỗ hũ ta, có khảm điểm cả ở các cái khung tủ nữa. Các bác nhìn bệ đục phúc rất là đẹp, bệ đục phúc rất là đẹp, cây hoa chim nét đục mềm mại. Tủ là tủ chân, chân hiêu các bác nhé, rất mềm mại, tủ đẹp thật, lành lặn chắc chắn, không mối mọt, không siêu vẹo gì cả, rất cứng cáp luôn, các bác nhìn rất cứng cáp luôn, rất cứng cáp luôn. Anh em nhìn đây là mặt trước của tủ, mặt trước của tủ hai cánh khảm rất đẹp. Đấy, nóc đáy đây, đây các bác nhìn nóc cụ ta đấy, cụ ta Quảng Bình, ta Quảng Bình cũ. Đây, hai hồi đây, hai hồi sạch sẽ, gỗ là sạch sẽ. Đây, mặt sau đây, cái tủ đẹp, mặt sau của nó cũng sạch sẽ thôi các bác nhé, mặt sau của nó cũng sạch sẽ vô cùng, rất là đẹp. Đấy, anh em nào có nhu cầu tủ này, tủ đẹp lắm, anh em về chơi này, mộng mẹo kín đét, đủ quá chắc chắn luôn. Mở cánh ra cho anh em xem, mở cánh tủ ra cho anh em xem nhé. Đấy, đây, vụ ta thơm phức luôn, sạch sẽ, bạc lề và liếc chân quay ngon lành. Anh em về chơi con tủ này thì quá đẹp rồi, quá đẹp rồi. Rồi, xin chào tất cả các bác. Thì anh em nào có nhu cầu chơi con tủ này, mình sẽ đánh sạch vệ sinh cho anh em nhé. Về chơi lại. Quá đẹp luôn, rất là đẹp, tủ cũ nhưng mà độ chắc chắn và chất gỗ thì cũng không kém gì tủ mới. Những cái tủ cũ ta cũ như này anh em dùng vẫn yên tâm tuyệt đối luôn. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bác.